Minh Hằng sinh con đầu lòng, diện mạo quý tử dự đoán rất thông minh. Mọi thứ nó lại không như mình nghĩ. Mình trải qua rất là ngỡ ngàng, rất là bỡ ngỡ. Mình vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi mà mình bước chân vào cái phòng. Nhưng mà mình đang không thể nào quên được cái cảm xúc là khi mà mình nằm ở trên giường. Nhìn cục mỡ từ siêu tí hon trong ống nghiệm đưa vào vợ, thật xúc động, rơi nước mắt. Hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng mình thật hạnh phúc. Minh Hằng thông báo đã hạ sinh cậu con trai sau thời gian 9 tháng mang bầu. Cô nàng rất hạnh phúc với sự chào đời của cậu quý tử. Được biết, quý tử nhà Minh Hằng nặng hơn 3kg. Nữ ca sĩ sinh con tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh Hằng đó giờ cũng khá kín tiếng. Thường cô hay đợi một thời gian mới thông báo và cứ ngỡ nữ ca sĩ cũng như một vài sao Việt khác sẽ chờ con cứng cáp mới công khai. Nhưng lần này Minh Hằng đã quyết định chia sẻ niềm vui này sớm với khán giả. Nhiều bạn bè và sao Việt thân thiết với Minh Hằng như Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi đều đã đến bệnh viện chúc mừng nữ ca sĩ. Phạm Quỳnh Anh còn đòi xin vía sinh quý tử như Minh Hằng nữa. Sự chào đời của bé mỡ không chỉ có Minh Hằng vui mà nhiều người cũng cảm thấy hạnh phúc thay vì nữ ca sĩ đã đạt được mong muốn sự chờ đợi của mình thời gian qua. Bởi để có bé mỡ thì vợ chồng Minh Hằng đã phải qua nhiều khó khăn và vất vả. Theo như những hình ảnh gia đình Minh Hằng đăng tải thì con trai cô có sống mũi cao, mái tóc đen và trán cũng hơi cao, dự đoán tương lai chắc thông minh và giỏi lắm đây. Sau khi sinh con, sức khỏe Minh Hằng ổn định, cô nàng tươi tắn và nhan sắc vẫn không hề xuống cấp. Nữ ca sĩ đúng chuẩn đẹp từ lúc mang bầu cho đến lúc sinh mà. Trái ngược với nhiều người, thời gian mang bầu đối với Minh Hằng không hề kinh hoàng. Nữ ca sĩ không bị nghén, dạn da, vóc dáng cô cũng không thay đổi nhiều. Chính vì có hành trình mang thai khỏe nên Minh Hằng thoải mái đi du lịch ở nhiều nơi. Các sự kiện Vbiz nữ ca sĩ cũng thường hay góp mặt. Minh Hằng còn tập luyện thể dục để duy trì sức khỏe và sau sinh có thể nhanh lấy lại vóc dáng. Minh Hằng nói, vì không gặp phải áp lực gì nên tôi có thời gian chăm chút bản thân. Ở những tháng cuối thai kỳ, Minh Hằng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức và không đi du lịch nhiều. Nữ ca sĩ được ông xã cưng chiều mọi lúc mọi nơi. Biết lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Khi cơ thể của mình mệt thì mình phải đi nghỉ. Và bây giờ mình mệt rồi, mình đi nghỉ nha. Cậu quý tử nhà Minh Hằng trước đó khi chưa chào đời nhưng đã khiến bao người ngưỡng mộ, được nhận quà từ rất nhiều người mà còn là đồ hiệu nữa. Quà của bé mỡ chất đống như cái siêu thị mini, nhiều khi tròn một tuổi cậu bé còn dùng chưa hết đồ được tặng nữa. Quần áo thì chắc sẽ được ăn diện không trùng bộ nào. Mà bây giờ sinh nhật hay là bất kỳ một cái sự kiện gì là mình cũng được nhận đồ mà quà toàn quý mỡ luôn mà. Mình hết được nhận đồ rồi nha mọi người. Cảm ơn cô Phạm Quỳnh Anh và cô Đông Nhi đã tặng cho bé mỡ món quà to lớn này nha. Còn bạn thấy sao về diện mạo quý tử nhà Minh Hằng? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.